kiểm soát thành trì Lysychansk, bước tiến quan trọng của Nga ở Donbass. Nga đã tuyên bố giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía đông của Ukraine sau khi chiếm được thành trì cuối cùng Lysychansk. Đây được xem là một chiến thắng lớn của Nga trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ Donbass. Nga chiếm được thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3 tháng 7 cho biết, quân đội Nga và các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã thiết lập hoàn toàn kiểm quyền soát thành phố Lysychansk và một số khu định cư gần đó. Lysychansk là thành phố cuối cùng ở khu vực Lugansk, miền đông của Ukraine, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine cho đến ngày 3 tháng 7. Việc kiểm soát Lysychansk mang lại cho Nga một chiến thắng quan trọng trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nga thông báo binh sĩ nước này đã rút lui khỏi Lysychansk vài giờ sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố và tỉnh Lugansk. Việc tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn tới hậu quả khó lường để bảo vệ cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Quân đội đã đưa ra quyết định rút lui. Quân đội Ukraine ngày 3 tháng 7 thông báo. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Nga cuối cùng sẽ chiếm ưu thế ở Severodonetsk và Lugansk nhưng với tổn thất lớn. Việc Nga giành quyền kiểm soát hai thành phố ở Donbass đã gia tăng áp lực đối với Mỹ và các đồng minh trong việc cung cấp thêm khí tài cho Ukraine theo như cam kết. Đối với phương Tây, giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tại Ukraine sẽ là phép thử không chỉ về hậu cần quân sự mà còn về sự đoàn kết. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, các quốc gia phương Tây phải chịu thiệt hại về kinh tế và sự đoàn kết giữa các đồng minh khó có thể được duy trì. Nga hiện cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Họ sẽ cần phải bổ sung lực lượng và quân khí đã cạn kiệt do cuộc chiến trong thời gian tới được cho là sẽ rất khốc liệt. Khi đã giành quyền kiểm soát tỉnh Lugansk, các lực lượng Nga có thể tiến công về phía tây nam Ukraine và các khu vực còn lại của Ukraine thuộc Donetsk, một trong hai tỉnh tạo nên khu vực Donbass. Kiểm soát Donbass, trung tâm công nghiệp ở phía đông Ukraine, đã trở thành mục tiêu chính của Nga kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng. Chiếm được Donbass sẽ mang lại cho Nga không chỉ về tài nguyên khoáng sản mà còn là một hành lang trên bộ tới Crimea. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin có thể tuyên bố một chiến thắng quân sự và sử dụng lãnh thổ ở khu vực này làm đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với Ukraine. Theo giới chức của Ukraine, hiện quân đội Nga và lực lượng ly khai thân Nga đã kiểm soát khoảng 80-90% Donbass, Tới nay, Nga đã kiểm soát từ 1 phần 2 cho đến 2 phần 3 diện tích tỉnh Donetsk. Giờ đây, Nga dự kiến sẽ sử dụng việc kiểm soát Lysychansk để xâm nhập Donetsk với cuộc tấn công vào các thành phố Slovyansk, Kramatorsk và Bakhmut. Kramatorsk là một trong những thành phố lớn cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donetsk. Nếu Kramatorsk thất thủ, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực donbas Hiện các tuyến phòng thủ của Ukraine đang dịch chuyển về phía Tây tới thành phố Bakhmut, một trung tâm tiết tế quan trọng, nơi Nga đã gây áp lực lớn hơn bằng hỏa lực pháo binh và tên lửa hành trình trong những ngày gần đây. Xa hơn về phía Tây ở Slovyansk, thị trưởng Vadim Aliak đã báo cáo một trận pháo kích lớn ở thành phố. Trong trận chiến giành Severodonetsk và Lysychansk, Nga đã có chiến lược thành công hơn so với giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự. Các nhà phân tích cho rằng, vào thời điểm đầu, Nga dàn lực lượng quá mỏng trong khi cố gắng chiếm thủ đô Kiev và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Donbass sau khi rút quân khỏi Kiev vào đầu tháng 4, Nga đã tập trung hỏa lực vào các mục tiêu cụ thể. Vào đầu tháng 6, khi Nga tăng cường tấn công ở Biển Đông, Mikhailo Poliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết tổn thất của quân đội nước này là khoảng 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cường độ giao tranh tại Severodonetsk và Lysychansk đã khiến hai khu vực này trở thành những thành phố ma. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga cũng chịu nhiều tổn thất nặng nề khi chiến đấu với quân đội Ukraine, buộc Nga phải điều thêm minh lính và khí tài đến khu vực này. Các lực lượng Ukraine cũng đã củng cố hệ thống phòng thủ xung quanh các thành phố Kharkiv ở phía đông và Kherson ở phía nam, dù Nga vẫn duy trì lực lượng vững chắc ở cả hai khu vực này. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng tất cả những điều đó đã làm suy yếu sức mạnh của Nga ở những nơi khác và có thể khiến Ukraine có thời gian triển khai các loại khí tài mạnh hơn do phương Tây cung cấp. Dù các quốc gia phương Tây đã hỗ trợ cho Ukraine những loại khí tài trị giá hàng tỷ đô, giới chức nước này vẫn yêu cầu nhiều khí tài hơn nữa và với tốc độ cung cấp nhanh hơn. Trong khi quân đội Ukraine cần thời gian để được huấn luyện sử dụng khí tài, vẫn chưa rõ lượng khí tài lớn sắp tới có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho việc bảo vệ Donetsk trước sự tiến công của Nga hay không. Các quan chức quân đội Ukraine tin rằng cuộc tấn công tiếp theo của Nga sẽ đến từ hướng thành phố Popasna ở phía đông về thành phố Bakhmut, trong khi lực lượng phía bắc và phía tây của Nga sẽ cầm chân quân đội Ukraine. Nga cảnh báo Kiev sẽ gặp rắc rối, cựu thủ tướng Ukraine nói thỏa thuận hòa bình với Moscow là ảo tưởng. Ngày 3 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo nếu phía Ukraine tiếp tục các hành động khiêu khích thì Kiev sẽ gặp rắc rối. Trả lời họp báo, bà Zakharova cho biết Nga sẽ kiềm chế trước các hành động gây hấn của Kiev nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ có phản ứng phù hợp trước bất cứ vụ việc nghiêm trọng nào. Theo quan chức ngoại giao Nga, cho đến nay, Moscow đang hạn chế thực hiện các hành động như vậy, nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Những người hành động theo cách này gây hấn nên hiểu rằng nếu tiếp tục các hành động khiêu khích, họ sẽ gặp rắc rối. Trước đó, dạng sáng ngày 3 tháng 7, đã có những tiếng nổ lớn tại thành phố Begorod của Nga gần biên giới với Ukraine. Nga cáo buộc vụ việc do lực lượng Ukraine tấn công có chủ định bằng tên lửa tốc kha với đầu đạn chùm và máy bay không người lái Tu-143 khiến ít nhất 3 người đã không qua khỏi. Kiev chưa phản hồi về cáo buộc trên. Trong một diễn biến khác, mới đây, trả lời phỏng vấn Nhật báo The Daily Telegraph, nghị sĩ Julia Timoshenko, cựu thủ tướng Ukraine cho rằng thỏa thuận hòa bình với Nga là ảo tưởng. Bà Timoshenko bày tỏ, Điều này là không thể chấp nhận được đối với Ukraine và lối thoát duy nhất là chiến thắng trong cuộc chiến. Theo cựu Thủ tướng Ukraine, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Moscow cũng sẽ là bước đi tiến tới một cuộc chiến tranh khác, đồng thời cáo buộc Nga kéo dài xung đột để cố ý làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa các tổ chức, thành viên, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bà Timoshenko cũng kêu gọi NATO tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Putin thay đổi hình ảnh giữa khủng hoảng thay vì căng thẳng và kín tiếng như trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Putin giờ đây thể hiện hình ảnh điềm tĩnh và tự tin. Khi chiến dịch quân sự tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 và trải qua những tuần đầu không thuận lợi, Tổng thống Nga Putin tỏ ra căng thẳng và đôi lúc có vẻ tức giận. Ông không xuất hiện trước công chúng nhiều ngày, thậm chí ra lệnh đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao khi căng thẳng với phương Tây gia tăng. Nhưng 4 tháng sau, Tổng thống Putin thể hiện hình ảnh và phong thái rất khác. Ông trở nên thoải mái, kiên nhẫn và tự tin, giống như những gì đã thấy trước khi xung đột nổ ra. Ngày 29 tháng 6, ông tươi cười sải bước trên đường băng sân bay ở Turkmenistan, cởi áo khoác trước khi bước vào chiếc xe limousine bọc thép do Nga sản xuất để tham gia hội nghị thượng đỉnh năm nước khu vực. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Putin kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine. Giới quan sát cho rằng đây là một động thái có tính toán rõ ràng của Nga nhằm tạo ra đối trọng với hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha, nơi các quốc gia xem Moscow là đối thủ tổng thống putin cũng gửi thông điệp tới người dân nga và thế giới rằng điện kremlin đang dần ổn định trở lại bất chấp giao tranh căng thẳng tại ukraine cú sốc ban đầu đã qua và mọi thứ họa ra không tệ như vậy abbas galiamov người từng viết diễn văn trong putin mô tả quan điểm của tổng thống nga ông ấy hiểu rằng sự tín nhiệm của mình được xây dựng trên hình ảnh mạnh mẽ và tích cực một lãnh đạo biết hành động và chiến thắng thái độ thụ động và nóng mình sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của dư luận đó là lý do ông putin thay đổi hình ảnh của mình galiamov nói thêm Chìa khóa trong thông điệp của Putin là Nga không hoàn toàn bị cô lập và các tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO gồm quyết tâm hỗ trợ Ukraine và củng cố lực lượng ở sườn Đông Liên minh không được ông quan tâm. Chuyến đi của ông tới Trung Á đáng chú ý không chỉ vì đây là lần đầu tiên ông rời khỏi đất nước suốt nhiều tháng qua. Sau khi bay đến Dushanbe, Tajikistan hôm 28 tháng 6 để gặp Tổng thống Emomali Ramon, ông Putin đã nghỉ đêm tại đó. Lần đầu tiên ông ở qua đêm bên ngoài nước Nga kể từ tháng 1 năm 2020 khi Covid-19 bùng phát trong hơn 2 năm đại dịch, ông Putin chủ yếu ở trong điện Kremlin, chỉ tiếp xúc với rất ít các cố vấn thân cận. Ngày 29 tháng 6, ông Putin bay tới Turkmenistan để gặp lãnh đạo năm quốc gia ven biển Gaspi và có cả Azerbaijan, Kazakhstan và Iran. Hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa thiết thực vì Nga đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở khu vực giàu năng lượng và quan trọng về kinh tế này, cũng như khỏa lấp khoảng trống quyền lực sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Những hội nghị cũng mang ý nghĩa biểu tượng đối với người dân Nga, mang đến bức tranh toàn cảnh về hoạt động ngoại giao và quyền lực mềm của Moscow ngay khi các lãnh đạo phương Tây tập trung tại Madrid. Tại cuộc họp với các lãnh đạo quốc gia ven biển Caspi, ông Putin đã kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực. Sau đó, Tổng thống Putin tổ chức họp báo, khẳng định rằng ông không hề có lý do gì để vội vàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng chiến dịch tại Ukraine phản tác dụng khi khiến Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO. Ông từng so sánh chiến dịch quân sự của Ukraine với cuộc chiến mở rộng lãnh thổ của Sa Hoàng Piotr Đại Đế vào thế kỷ thứ 18. Tổng thống Nga cũng phản bác Thủ tướng Anh sau khi ông Boris Johnson nói lãnh đạo G7 nên cởi đồ để cho thấy họ mạnh hơn ông Putin. Tôi không biết họ muốn khởi đồ như thế nào, có phải từ thắt lưng trở lên hay là trở xuống, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một cảnh tượng không hề dễ chịu chút nào, ông nói. Ông cũng dường như tìm cách mỉa mai thói quen sinh hoạt của Thủ tướng Johnson và đề cập đến bê bối tiệc tùng trong thời gian phong tỏa ngăn Covid-19 của chính quyền ông Johnson mọi thứ nên được phát triển hài hòa cho một con người cả thể xác và tinh thần tuy nhiên để mọi thứ được cân đối người ta nên từ bỏ việc uống rượu quá nhiều và các thói quen xấu khác bắt đầu tập thể dục và chơi một môn thể thao nào đó ông nhấn mạnh